Ok bác, thì đây là cái áp suất ấy, thì em thấy là nó yếu quá, là 1000.51 ấn mạnh này, nó chỉ lên được khoảng 1000.6 thôi. Ý, mình hết cỡ 0.7 đây, có nghĩa được 0.2. Đấy, thì vừa rồi em test cái áp suất của con này nó hơi yếu ấy các bác. Thì em mới tháo cái sim ra. Đây. Em đang quay một tay nên thao tác hơi khó. Rồi, tháo cái sim ra. Và em mới vệ sinh nó, vệ sinh cái sim các bạn. Thì em nghĩ là do cái khay sim ấy nó là nơi mà anh em test máy hay là các tương gia hay tháo ra tháo vào ấy, thì nó có thể nó bị vướng bụi bẩn ấy. Đấy, thì các anh em nhớ này, ở cái sim này nó có cái gioăng này, gioăng cao su này, thì ôi ở lại hơi kém, thì anh em xem là cái gioăng cao su màu đen đen này này, xem là nó có bị bẹp hay nó bị nhăn nheo gì không. Đấy, thì em vệ sinh đi và vuốt lại một tí. Đấy, sẽ test lại cho bác xem nhé. Đấy. Chú ý vệ sinh cái khay sim này nhé. Đấy, cảm ơn. Rồi, ok. Đấy, thì sau khi em cắm vào đây, test cho bác lại xem nhé. Đang là 1004.24 đúng không? Nhấn này. Đấy, lên hơn này. Từ từ. Mà em đấy, các bác thấy không, nó lên mạnh hơn này này, đây nha, 1004.17 18 gì đấy đúng không, nhấn này nó sẽ về tầm 24 thôi. Đấy, 24 đây. Đấy, nó lên cả 106 chấm mấy luôn. Đấy, rất là mạnh luôn. Đấy, thì đây cũng là một cái kinh nghiệm thôi cho các bác nào mà nếu mà máy các bác mà áp nó yếu ấy, thì các bác thử xem nhé, thử vệ sinh cái khay sim mình xem thế nào nhé. Đấy rồi, ok.